trên cái gì quên tên là không có kinh đi, có anh chia sẻ rồi nè. Đây chúng ta lòng đào là bên trong nó là nó xịt xịt lòng đào, nó chưa có chín, chưa chín hẳn ha. Hello cả nhà nhé, hôm nay thì Kiên sẽ đưa cả nhà đi thưởng thức một cái quán ăn vặt rất là nhiều món ở Sài Gòn, và đặc biệt là có một món rất là hấp dẫn, đó là món trứng lòng đào nha cả nhà. Thì ở Sài Gòn thì để tìm được một quán trứng lòng đào rất là khó tìm và dường như là không có luôn đấy. Kiên đi Đà Lạt hay đi ở các nơi thì có, nhưng mà ở Sài Gòn thì rất là hiếm. Hôm nay thì Kiên tìm được rồi nhá, mời cả nhà theo chân Kiên. Yeah. Cô béo đây, cô béo xuất hiện. Đấy. Nghe cả nhà thấy cô béo không? Cô béo xuất hiện này nha. À đây đây, ở đây có món gì đây? Đây là ăn vặt cô béo nha, đây thấy không? Trứng gà lòng đào 7k một quả này. À đây cả nhà xem này. Trứng cút lòng đào là 13 này. Chân gà đã tách là 50 này, cơm cháy trà bông 25 này, rong biển này. Cá viên trong biển này, hải sản chốt này, nói chung là giá thì từ 50 mà đến khoảng là 11k có luôn. Đá thêm là có 1k này. Đây là đồ ăn vặt 1k, có 2k có luôn nha, khăn lạnh 2k. Đấy, đây cho nhà xem. Hát có vị ngon quên. Em đi đi chợ nhé. Đây. Thì có chai nước dâm. Nước sâm này nhiêu vậy? 10.000 chai. À có thương hiệu cô béo ở đây luôn nha, ghê không? Nước sâm mà có nhãn dán luôn ha. Mấy quả? Trứng gà lòng đào mấy quả? À lấy 4 trái đi. Đây. Ờ. Cô béo đây. Đấy. Đây Kiên kêu này là kêu tên dễ thương thôi nha, không phải là nói chị béo mà chị giận đâu nha. Béo béo dễ thương. Đây là thương hiệu rồi bà ơi. Đây thì bán ngay trong con hẻm. Đây là số bao nhiêu đây? Kiên cho cả nhà xem cái số đây nhá. Ở đây chị bán bao nhiêu năm rồi chị? Hơn nửa năm. Hơn nửa năm rồi. Ủa sao em thấy sao hơn nửa năm mà sao mà nổi tiếng thế? Thì mình tí mình ăn thử đi. À ăn thử đi là biết đúng không? À. Chị bán đây từ mấy giờ đến mấy giờ chị? Bán từ 5 giờ chiều cho đến 10 rưỡi tối. 5 giờ chiều đến 10 giờ tối. À. 10 giờ rưỡi tối. À 10 giờ rưỡi tối. Sao có tiền không chị? Dâu cô béo em. À đấy. Anh bảo đây là thương hiệu chị rồi, nên mà em kêu tên béo chị có giận em không? Không, ở đây mấy bạn toàn kêu chị béo không ạ? Đây, thì... Tại vì chị béo cho nên tôi bị... Em đó là do em nhạy cảm chứ, còn chị đây chị vui tính mà. Ờ, bình thường mà. Mình đã đặt cơm mình ra rồi. Ờ, người ta kêu đúng không? Đúng rồi. Đó là do mình nhạy cảm là cứ nói. Đúng rồi. Đây, trứng gà lòng rào đây. Ồ, trứng này là trứng gà ta đúng không chị? Gà so em. Gà so hả? À, trứng này trứng gà so nha cả nhà. Trứng cút nữa. Đây là 7.000 một trứng. Trứng cút là bán sao chị? Trứng cút là 13.000 một chục. Trứng cút là 13.000 một chục. Ở đây là còn món gì nữa? Da hô hả? Da hô. Rồi da hô. Chân gà ngâm sao tắc. Đủ thứ món ăn. Ở đây chị có bao tất tần tật bao nhiêu món? Nhiều lắm à, mùi quên cái menu luôn à. À. Ô, nguyên cái menu là các cỡ khoảng mười mấy 20 món.
ra hua mang về 10 hũ tặng 1 hũ. Đấy. Ở đây là chị làm hết hả chị? Đúng rồi. Muối mình cũng làm luôn. Muối cũng làm luôn. Không có anh xã làm à? Không, hai vợ chồng cùng làm. À hai vợ chồng cùng làm. Ở chị quê gốc ở đây luôn hả? Đúng rồi. Gốc Sài Gòn luôn hả? Luôn. Nhà trong này luôn hả? À. Đây đây đây, cả nhà thấy là cái bảng hiệu đây. Cả nhà đi tới số là hẻm, nó nằm trong hẻm nhá. Đây là cái bảng hiệu này. Khô béo, da hù, trứng gà lòng đào, cá viên chiên, trinh tố. Đấy. Đây là cái hẻm 181B Bạch Đằng, phường 15, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh nhá cả nhà. Đây hẻm 181 đây. Bên ngoài đây còn có một cái quán súp cua nữa này. Súp cua rồi nước ngọt, nước gì đấy, da hua này, dừa này, sữa dâu này. Đấy. Có thể cả nhà có thể mua uống 15k một ly. Ngày bán hai cái thùng nhỏ nhỏ này thôi chị? Ừ, bán nhỏ nhỏ, bán đủ sống qua ngày. À, được sống qua ngày. Hai thùng nhỏ nhỏ này chắc cũng vài trăm trái ha. Trời ơi. Cho em xem được không? Nè, đó. Đây. Cút này chị bỏ lên đây một nơi trứng cút chắc khỏe cả 500 trái chứ bộ. Đây trứng gà hết rồi. Trứng gà hết rồi. Đây, đây có cái bảng treo có số điện thoại đây, mọi người có thể là liên hệ trực tiếp. Nghỉ thứ hai hàng tuần. Đấy. Đây, có da hùa nữa, vừa ăn da hùa hả? Rồi, mình thử đi ra, đây là muối cô béo từ Lào nha. Rồi, giờ mình thử cái trứng gà lòng đào trước đi. Ở dưới Vũng Tàu á, thì Kiên thấy là rất là nhiều món trứng gà lòng đào này này. Ở trên Sài Gòn thì chưa thấy. À, giờ hôm nay mới thấy quán đầu tiên nhé cả nhà. Vũng Tàu ngay cái bãi bãi gì á, ngay chỗ trên cái gì quên tên rồi, hôm bữa Kinh đi có ăn chia sẻ với cả nhà. Đây trứng gà lòng đào là bên trong nó là nó sền sệt lòng đào, nó chưa có chín, chưa chín hẳn ha. Bên trong là thấy cả nhà thấy là nó trên trệt nhá. Này thấy không? Đấy, nó chảy ra vậy đấy. Bỏ muối nhiều vô ăn ngon. Bỏ muối nhiều mới ngon này, chị bảo bỏ muối nhiều mới ngon này. Muối này là muối muối tiêu hả chị? Muối tiêu, muối nhà làm luôn. À, muối tiêu nhà làm. Cay một chút. Ăn nó béo béo. Bỏ muối nhiều, nghe lời chị bỏ muối nhiều mặn quá. Xui dại không à? Không được, nhưng mà muối này ngon nhé cả nhà, muối này thơm lắm. Muối này ngon mà thơm. Một trái 7 ngàn, nhỏ xíu này. Rồi. Nhỏ hai ngón tay. Nhưng mà đây là trứng gà này, là gà so nhé, không phải là trứng gà công nghiệp đâu. Gà này ăn không tanh. Gà so, cái này gọi là gà so. Gà ba. Gà này gà ta hay gà so chị? Thấy chưa? Ta hỏi trước rồi cãi. Quay phim mà cứ lấy ý kiến ý cò là sao nhỉ? Quay phim mà cứ cãi ý kiến ý cò là sao nhỉ? Lo quay phim đấy nhá. Để cho bạn ăn nó ngon lành đấy. Hành hành hạ bạn quay phim, chửi bạn ấy quay bên la và quay phim bạn ý kiến nhiều quá. Ta đã hỏi là nãy là gà to rồi, giờ nãy là gà ta. Thèm á, thèm cho tao bạn. Gà so là gà gì? Gà so là gà nó bị so. Là gà đẻ lần đầu, gà te đẻ lần đầu. Ngon.
nhiều. Cái lòng trắng ăn nó nhạt nhạt. Đèo cái hết hai cái rồi, mình ăn hai cái rồi, giờ mình ăn tiếng cút thôi. Sâm này ăn cắt nốt. Sâm mía lau. Cái này là sâm mía lau. Bạn quay phim mà lo quay đi nhá. Nói khán giả nghe luôn tiếng của bạn đó. Bạn là đâu có được mời trong cái bộ phim này đâu. Không cắt xe đâu nhá. Quá mắt quá. Mắt mắt. Nghĩa này phải nhà nấu gì? Nhà nấu luôn hả? Đâu có gì nhà nấu hết vậy? Không cho bên ngoài xuất xứ gì vào hết nữa. Rất là mát, ngọt. Ngọt mà là ngọt thanh nhá. Phải là ngọt kiểu ngọt hắc hắc lắm. Ngọt thanh mát. Đây đây. Giờ mình ăn chim cút đi. Đây, chim cút đây. 13.000 một chục. Một 1.3 một trái. 1.3 một trái. Ôi chim cút lồng đào luôn này. Ôi cút lồng đào luôn là gì? À cút lồng đào luôn này, nãy từng mỗi chiếc gà mà chim cút lồng đào luôn nha. Bạn quay phim ăn cút lồng đào lần nào chứ? Bạn quay phim cho miếng. Cút lồng đào, cút gà lồng đào. Còn tiếng cút mà nấu được lồng đào hay canh hay ha. Nó nhỏ xíu mà bỏ vô cái là chín rồi mà nấu được lồng đào giỏi á. Nó sệt sệt đấy. Đây là muối này, muối đặc biệt là ngon, là ngon ở cái muối này cả nhà. Cái muối này thì làm ăn rất là ngon. Đấy, muối. Muối nó rất thơm. Xem gió cận cảnh ăn chim cút lồng đào luôn. Đấy chạy ra không? Chạy ra không? Rồi, chạy ra này. Vừa rồi thì Kiên đã chia sẻ với nhà một cái địa điểm ăn vặt rất là nổi tiếng ở Sài Gòn. Nổi tiếng mà mới chị mới mở được